Anh có giá trị tài sản hàng trăm tỏi, nhưng lại lái một chiếc xe tải rách nát đi dạo phố. Nhưng không ngờ khi về nhà lại bị một đám côn đồ chặn lại trong rừng cây, thấy vậy anh căn bản không hoảng sợ. Bởi vì anh chỉ cần một câu, đội ngũ vệ sĩ phía sau có thể ra đi bất cứ lúc nào. Dưới ánh đèn trên đường, đầu chọc thấy rõ ràng khuôn mặt của anh. Trong nháy mắt hai chân hắn ta run rẩy, hắn ta chợt nhớ tới lần trước ở quán cháo bị anh chi phối khổ sở. Trong nháy mắt cả người không nhịn được toát mồ hôi lạnh, lập tức hắn xoay người một cái bạt tai trực tiếp tát vào mặt em họ. Tên côn đồ bị đánh choáng váng, vội vàng hỏi anh họ đánh ta là hắn, ngươi làm gì còn muốn đánh ta? Nam nhân đầu chọc cả người run rẩy, mắng to, ngươi có biết đây là ai không? Lửa giận trong giọng nói làm cho thanh niên càng thêm ngây thơ. Bất quá hắn bỗng nhiên ý thức được chẳng lẽ chính mình trêu chọc được đại nhân vật gì đó. Nam nhân đầu chọc lại một cái bạt tai bởi vì hắn cũng không biết thân phận cụ thể của anh. Nhưng khẳng định là bọn họ một đám côn đồ tuyệt đối không thể chọc vào được. Đám côn đồ khác ngơ ngác nhìn cảnh này, Lôi Ca không phải tìm bọn họ tới đây đánh nhau sao? Sao không nói hai lời trước tiên đem người của mình đánh lăn lộn khắp nơi, không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá nam nhân đầu chọc cũng không có ý dừng tay, rất nhanh làm cho hắn lo lắng chuyện xảy ra. Anh chậm rãi đi về phía bọn họ, nam nhân đầu chọc thấy thế thân thể run rẩy càng thêm nhiều hơn, chỉ có thể khom lưng nghênh đón anh. Hắn biết hôm nay kiếp nạn này vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, lần trước quấy rối học tỷ của anh bị anh đánh một trận còn không vui sao. Hôm nay thế nhưng còn chủ động tìm tới cửa, nam nhân đầu chọc cúi đầu căn bản không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Sau đó vội vàng từ chối trách nhiệm đến vị ảnh này, tất cả đều là lỗi của em họ ta, tuyệt đối không liên quan đến ta. Có thâm ý đến vừa rồi bọn chúng từng nói qua, ta móc không ra 10 vạn 8 vạn sẽ không cho ta đi, ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Tuyệt đối không có, đồng thời trong lòng thế nào cũng không hiểu vì sao biểu đệ của mình không có mắt như vậy lại ăn vạ phải trên người vị đại lão này, đây không phải là muốn chết sao? Mà lời nói của người đàn ông đầu chọc tự nhiên anh là không tin, vừa rồi biểu đệ hắn gọi điện thoại mới gọi 2 phút, bọn họ liền tới. Rất hiển nhiên những thứ này đều là thương lượng tốt. Người bình thường gặp phải loại chuyện này, có thể tự nhiên sẽ xui xẻo. Người đàn ông đầu chọc mặt đau khổ, dùng giọng điệu thương lượng đến cho ta một cơ hội chúng ta lập tức rời khỏi nơi này có được không? Anh vẫn mặt không chút thay đổi, lần trước đã cho ngươi, ngươi không biết trân trọng, ta chỉ có thể cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất là tự mình tự thú, thứ hai chính là để cho người của ta đánh ngươi một trận rồi tự thú. Người đàn ông đầu chọc sắc mặt tái nhợt, nói cho cùng hắn vẫn không có ý định buông tha cho ta. Xong lần này hoàn toàn xong đời, hắn còn muốn cầu xin tha thứ, mà anh chỉ để lại một câu đó chính là làm sai phải gánh chịu hậu quả. Vừa dứt lời, 4 vệ sĩ xông ra đem bọn họ vây quanh, mà anh chỉ dặn dò một câu sau đó liền lên xe biến mất trên đường phố. 2 tên côn đồ nhanh đến biểu ca thì làm sao bây giờ? Cho đến bây giờ nam nhân đầu chọc cũng không có cách nào, sau đó lại tát vào mặt em họ mình. Tên côn đồ xoa má đau đến mức không kêu nổi, cầu xin tha cho bọn chúng. Hắn nói, đối phương ít người, chúng ta giải quyết bọn họ chạy trốn thế nào? Nam nhân đầu chọc hỏi lại chạy trốn sao? Hiện tại đã sớm xong rồi, bởi vì trong lòng hắn thập phần rõ ràng, 4 người anh để lại đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, dựa vào mấy người bọn họ căn bản là đánh không lại đối phương. Huống chi với năng lực của anh rất dễ dàng có thể tìm được bọn họ, trước mắt chỉ có thể đi đầu thú. Sau khi rời khỏi hiệu trưởng, anh tiếp tục trở lại trang viên, thông qua các giao lộ dừng lại và chờ đèn giao thông. Sau đó, anh mở điện thoại ra nhìn vệ sĩ gửi tin nhắn nói rằng họ đều đã tự thú. Đối với tình huống này, anh cảm thấy có chút bất ngờ. Vừa rồi còn tưởng rằng bọn họ sẽ ra sức phản bác, nhưng ngay sau đó đột nhiên truyền đến tiếng động cơ chấn thiên của xe thể thao. Anh lập tức thông qua gương chiếu hậu quan sát một chút là 4 chiếc xe thể thao hạng sang đang chạy nhanh tới, mắt thấy sắp đến giao lộ, 4 chiếc xe thể thao mới phanh gấp. Mà một chiếc xe thể thao Ferrari vừa vặn dừng lại ở làn đường bên cạnh anh vô tình liếc mắt một cái, thì ra vẫn là một người quen. Nhìn dáng vẻ hăng hái của Lý Khải Trạch anh có chút khó hiểu, ba mẹ hắn không phải bị mang đi sao? Sao còn ra ngoài chơi, anh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng hai người họ có chút hiềm khích nhưng anh căn bản không để hắn vào mắt. Lúc này Lý Khải Trạch cũng chú ý tới, lờ anh ngồi trong chiếc xe thần ngũ lăng, nhíu mày không nói nhiều. Bởi vì đèn xanh đã sáng nên lái xe rời đi, nhưng trong lòng hắn tức giận nổi lên, đạp ga đuổi theo phía sau xe anh, tốc độ xe thể thao cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt anh. Hắn vốn còn muốn có một cú phiêu giật, ép xe anh dừng lại nhưng không ngờ kỹ thuật không đúng chỗ, thiếu chút nữa vọt vào vành đai cây xanh. Cũng may mắn cho hắn chiếc xe thực ra dừng lại ở ven đường. Còn lại 3 chiếc xe thể thao phía sau hẳn là bạn của hắn ta. Nhìn thấy chiếc xe thể thao của Lý Khải Trạch gặp chuyện không may, lần lượt dừng xe kiểm tra tình hình, lần này vừa vặn chặn phía trước anh.
Lý Khải Trạch tức giận xuống xe, thoạt nhìn bề ngoài hắn ta ổn định như chó già, nhưng nội tâm hoảng hốt. Vốn định giả vờ bức bách trước mặt anh, đáng tiếc kỹ thuật không tới, kém một chút sẽ xảy ra tai nạn. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn anh nói là theo ta tới đây, hôm đó ngươi đánh ta còn hại mẹ ta vào tù, ta phải tính toán kỹ lưỡng với ngươi. Ánh mắt đáng sợ kia của hắn dường như muốn ăn thịt người, anh thấy vậy cảm giác có chút kỳ quái, chỉ bằng tên này còn muốn so đấu với anh sao? Căn bản không xứng đáng, nếu như xứng đáng, chính là hắn còn ngại lần trước không bị đánh đủ, ba người còn lại đứng lên muốn động thủ với anh. Người này chỉ lái một chiếc xe thần xa ngũ lăng mà thôi, có muốn chúng ta giúp cậu đánh hắn một trận không? Lý Khải Trạch giơ tay lên ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn cũng rất muốn đánh anh một trận, nhưng hiển nhiên hiện tại còn chưa đến lúc đó. Nói thế nào anh cũng là chủ tịch bất động sản Giang Nam, cho nên hắn ta chỉ có thể nói A Trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ để cho ngươi có lúc hối hận, ngày còn dài chúng ta cùng nhau xem đi, nói xong liền quay đầu lại rời đi. Sau khi anh lên xe mắng một câu có tật giật mình, nếu vừa rồi hắn dám động thủ, anh không ngại đánh đối phương một trận. Nhưng điều khiến anh kỳ quái là Lý Khải Trạch này dường như rất có sức mạnh, chẳng lẽ sau khi gia đình xảy ra biến cố, đầu óc xảy ra vấn đề sao? Nói đến đây anh mang theo nghi hoặc trở lại trang viên gọi đội trưởng vệ sĩ tới, sau đó dặn dò anh ta đi giúp anh điều tra một chuyện Lý Khải Trạch có thể còn có hậu trường hay không. Đội trưởng vệ sĩ lập tức cúi đầu nói không thành vấn đề, lập tức thay ngài đi điều tra. Chuyển sang ngày hôm sau, duy nhất chính là ăn xong điểm tâm chờ cơ hội miểu sát, đúng giờ 8 giờ âm thanh vang lên. Anh không nói hai lời trực tiếp miểu sát, hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ mua lại 60% cổ phần tập đoàn Tây Mộc. Ngày mai miểu sát dự báo là 75% cổ phần của BIA International. Tập đoàn Tây Mộc đến tay, anh có chút kích động, mặc dù là một doanh nghiệp nuôi lợn, nhưng dù sao giá trị thị trường cũng hơn trăm tỏi. Còn về phần ngày mai giá trị thị trường của hàng hóa bị miểu sát sẽ thấp hơn một chút. Một doanh nghiệp sản xuất quần áo có giá trị thị trường chỉ 50 tỏi, anh nghiêm túc tính toán, không khỏi phấn khích, nếu cứ tiếp tục hút như vậy, lập tức trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Đột nhiên vệ sĩ cung kính đi tới trước người anh, sau đó nói ra bên ngoài có hai người nói là hội trưởng của phòng thương mại thông minh. Anh ta muốn gặp ngài một lần, anh nghe vậy trong nháy mắt cau mày, phòng thương mại này nghe có vẻ rất có thân phận, lập tức phân phó cho bọn họ vào đi. Mặc kệ biết nhiều người luôn là vệ sĩ tốt đi ra khỏi đại sảnh, lấy bộ đàm ra thông báo mở cửa ra đi. Không bao lâu một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước cửa, từ trên cao xuống có hai người, một người đàn ông trung niên cộng thêm một người trẻ tuổi. Vừa nhìn đã biết là một đôi cha con, người trẻ tuổi vô cùng hâm mộ, nói đến đây cũng quá xa hoa hơn ba tỏi mua trang viên như vậy sao? Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn con trai một cái, nhắc nhở khách khí một chút. Ta cha gia chủ sở hữu của trang viên này là một người trẻ tuổi, hẳn là sẽ có đề tài có thể nói chuyện, nhớ mở mang đầu óc. Thanh niên gật đầu đến không thành vấn đề, hai người liền đi vào đại sảnh. Người đàn ông trung niên Phan Thành Minh đối với nữ quản gia hỏi ta muốn gặp A Trần tiên sinh, phiền ngài dẫn xuống đường được không? Người giúp việc thấy hai người khách khí như vậy, không nói hai lời dẫn bọn họ đến trước mặt anh. Nhưng ai ngờ người trẻ tuổi Phan Văn Kiệt nhìn thấy sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong lòng cảm thấy không ổn, tại sao lại là? Phan Thành Minh đi tới trước mặt anh, cúi người chào hỏi A Trần tiên sinh, xin chào. Anh là hội trưởng phòng thương hội thông minh Phan Thành Minh mang theo một ít lễ vật, xin ngài đừng cự tuyệt. Anh không nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng hai chai rượu vang đỏ giá trị cũng không nhỏ, một chai cũng phải hơn 10 vạn, nhưng Phan Thành Minh phát hiện sắc mặt con trai rất không thích hợp. Lập tức nhắc nhở ngươi còn đang sửng sốt làm gì, vội vàng chào hỏi A Trần tiên sinh. Trương Văn Kiệt nơm nớp lo sợ, nhanh chóng lui về phía sau Phan Thành Minh, chỉ là trán hắn toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, trong lòng càng khẩn trương đến không chịu nổi. Mà anh đứng lên đầu tiên là đánh giá Phan Thành Minh một cái, sau đó ánh mắt tập trung vào Phan Văn Kiệt, tuy hắn cúi đầu. Nhưng anh vẫn nhận ra, người này không phải là tối hôm qua ở phía sau Lý Khải Trạch kêu gào muốn đánh anh sao. Tối hôm qua gọi là người vui nhất chính là hắn, nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt căn bản không dám nhìn anh. Phan Thành Minh và anh nói vài câu đơn giản, ông ta quay đầu lại thấy Phan Văn Kiệt toàn thân run rẩy. Thế là lập tức nhỏ giọng đến mức ngươi đang làm cái gì, lần này dẫn ngươi tới đây chính là để cho ngươi quen biết một đại lão như A Trần tiên sinh. Phan Văn Kiệt biết mình sẽ gặp xui xẻo, đắc tội với chủ sở hữu trang viên này, cha cậu ta phỏng chừng sẽ đánh chết cậu. Cho nên thấp giọng nói với anh, A Trần tiên sinh xin lỗi, tối hôm qua ta không phải là cố ý mạo phạm ngài. Phan Thành Minh vừa nghe xong, nhất thời nổi giận nổi trận lôi đình, tiểu tử ngươi đặc biệt làm chuyện gì? Ngươi đắc tội A Trần tiên sinh, lần này hắn tới đây vốn là vì lấy lòng anh, không nghĩ tới con trai lại đã đắc tội anh, cho nên hắn trực tiếp tát qua. Hiện tại Phan Thành Minh xa vời cầu xin có thể kết giao với anh kết giao bằng hữu. Anh có thể tha thứ cho bọn họ cũng đã là một chuyện may mắn, bằng không chờ anh tức giận, hậu quả bọn họ căn bản không chịu nổi,
anh nhìn vở kịch hay này không nói gì. Chỉ là lẳng lặng ngồi trên sofa chơi điện thoại di động, mặt mũi bầm dập. Phan Văn Kiệt nói thật có lỗi với anh. Ta và Lý Khải Trạch kỳ thật cũng là vừa quen nhau ở quán bar, bình thường cũng chỉ cùng nhau uống rượu tán gái. Anh không nói gì, cậu có biết ba mẹ anh ta bị bắt, tại sao bây giờ anh ta còn có tiền lăn lộn ở bên ngoài không? Phan Văn Kiệt giải thích thật sự rằng anh không biết cha của Lý Khải Trạch trước đây không phải là cha ruột của hắn ta. Cha mẹ ruột sau khi bị bắt lần này, cha ruột liền trở về nhận cậu ấy. Mặt khác nghe nói tài sản của cha ruột của hắn ta có mấy trăm tỷ. Nghe xong anh nhíu mày, anh không nghĩ tới đây, câu chuyện lại cẩu huyết như vậy. Lý Bằng kia coi như là một người đáng thương, bị cắm sừng hơn 20 năm mà không hề hay biết. Phan Văn Kiệt bây giờ chỉ muốn được anh tha thứ, vì thế nhắc nhở A Trần tiên sinh, sau này còn phải cẩn thận một chút, Lý Khải Trạch cùng cha ruột của hắn đều muốn đối phó với ngài. Anh cũng không có chấp nhất cha con bọn họ, nói đơn giản vài câu, liền để cho bọn họ rời khỏi nơi này. Ở ngoài trang viên, Phan Thành Minh dặn dò con trai, sau này đối với A Trần tiên sinh cung kính một chút, chỉ bằng giác quan thứ 6 của ta, cha Lý Khải Trạch này tuyệt đối không đấu được A Thần tiên sinh. Phan Văn Kiệt hồi tưởng lại tình hình vừa rồi ở đại sảnh trang viên, cho dù A Thần chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cũng sẽ làm cho người ta có một loại áp lực lớn lao. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc hỏi cha tại sao nói đến đây, giọng Phan Thành Minh lại lạnh như băng, nếu từ nay về sau anh sẽ không nhận con trai. Phan Văn Kiệt gật đầu. Loại tranh đấu cấp bậc đại lão này, chính mình vẫn không tham gia là tốt. Hai người bọn họ rời đi không bao lâu, lại có một hội trưởng Ngũ Hồ Thương Hội giả chính mình, cùng là mang theo hai chai rượu, nhưng ra tay quả thật tương đối rộng rãi. Thêm vào đó, hai chai rượu trị giá hơn 100 vạn, anh đánh giá người đàn ông trước mắt, trong nháy mắt đã nghĩ đến một người. Vì thế lập tức mở điện thoại ra kiểm tra một chút, người này là người đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ phú Mado. Giả chính mình nói Trần Tổng thật sự là tuổi trẻ có tài, chúng ta Ngũ Hồ Thương Hội, tất cả đều là phú hào đến từ Hoa Hạ. Chỉ cần Trần Tổng gia nhập, chúng ta lập tức có thể trở thành phó hội trưởng Ngũ Hồ Thương Hội. Anh tiếp nhận tư liệu trong tay hắn, nhìn một chút tư liệu trong tay hắn, người trong Mado đều có ảnh hưởng không nhỏ, cho nên anh lập tức đồng ý gia nhập, dù sao đối với anh cũng không có gì xấu. Sau đó, trước khi Giả Chính Bình rời đi, ông ta mời anh đến buổi tối tại bữa tiệc rượu nhất phẩm Tuyên Du Tràng. Không biết Trần Tổng có thời gian tham gia không, anh không lập tức đồng ý. Ngược lại nhận được thời gian trôi qua, ngồi trong đại sảnh hơn 10 phút. Giả Chính Bình cười rời đi, nhưng lần này ông ta đến trang viên thu hoạch rất nhiều, tiếp theo còn có không ít người đến trang viên. Cuối cùng anh thật sự không chịu nổi phiền phức lái xe ra ngoài, khi Hi Bay bề ngoài khí phách xuất hiện trên đường phố, không có gì bất ngờ hấp dẫn ánh mắt của tất cả người qua đường. Trời ạ, đó là một chiếc xe gì, vân vân, đây không phải là thằn lằn lớn của Hiu Bè sao? Trị giá hơn 80 triệu, anh mở bản đồ và nhìn, chuẩn bị đi dạo bên bờ biển và dừng lại ở cửa một cửa hàng tiện lợi. Chi 10 đồng để mua một chai coca màu xanh. Nhưng anh không ngờ hệ thống đột nhiên phát hành nhiệm vụ, trong vòng 24 giờ, chi tiêu 10 tỏi cho một bộ công pháp.